Cây giống nông nghiệp Tam Đảo xin chào các bác các anh chị nhé. Hôm nay em lại tiếp tục ra vườn và quay cho các bác cái video về cái cây giống của bên em. Thì hôm nay em sẽ quay một cái video để so sánh về cái giá trị kinh tế của cây dổi thực sinh so với cây dổi ghép. Đấy. Đây cũng là cái thắc mắc của rất là nhiều người khi lựa chọn trồng cây giống dổi để phát triển kinh tế nhé. Thì trước tiên em sẽ phân tích về cái giá trị của cái cây dổi thực sinh cho các bác trước nhé. Đối với cái cây dổi thực sinh ấy, thì cái giá trị của nó sẽ nằm ở cái phần thu hoạch gỗ này và thu hoạch quả. Còn riêng đối với dòng cây dổi ghép thì nó sẽ hướng tới cái giá trị về quả hơn. Đấy. Cái so sánh về cái giá trị ấy, thì cái cây dổi ghép trước tiên thì em sẽ nói về cái giá trị của cây dổi ghép trước nhé. Cái cây dổi ghép thì hầu như là nó sẽ cho cái kinh tế là nhanh nhất. Đấy, cái thời điểm nó khi các bác trồng cái cây dổi ghép này thì nó sẽ mất khoảng từ 3 năm trở đi là các bác có bắt đầu có thu nhập từ việc trồng cây rồi. Đấy, cái giá trị của nó thì nó sẽ cho các bác về cái giá trị những năm sau là liên tục. Đấy, cái giá trị của nó từ hạt là thu hoạch hạt, từ việc bán hạt là cho các bác liên tục từ cái thời điểm từ khi có quả là các bác bắt đầu có thể bán các sản phẩm hạt dổi đi rồi. Giá trị của hạt dổi thì cũng khá là cao. Còn đối với cái cây dổi thực sinh thì cái thời gian mà để thu hoạch được thì nó sẽ rất là lâu. Đấy. Để thu hoạch được quả từ quả dổi ấy, thì nó sẽ mất thời gian từ 8 đến 10 năm thì bắt đầu nó sẽ cho quả. Và từ 10 năm trở đi thì quả nó bắt đầu với có giá trị cao. Tại vì cái thời điểm từ 10 năm trở đi cây thì nó sẽ rất là sai quả. Và để được thu được gỗ của cái cây dổi thì nó sẽ mất khoảng thời gian từ 20 năm trở đi. Đấy, cái giá trị của nó về sau thì nó sẽ rất là cao. Còn để so sánh giá trị thì cái cây dổi ghép ấy, thì nó sẽ cho các bác cái thu nhập nhanh hơn và cái thời gian đầu nó sẽ cho các bác cái giá trị cao hơn so với cái cây dổi thực sinh. Còn khi các bác trồng cây dổi thực sinh ấy, mà các bác cái thời gian sau ấy, thì nó sẽ cho cái giá trị sẽ cao hơn. Đấy, vừa có thể thu hoạch quả này, vừa có thể thu hoạch gỗ này. Đấy, cái hướng tới cái cây dổi thực sinh thì nó sẽ là dài lâu hơn. Đấy, còn cái dổi ghép thì nó sẽ là cái thời gian là nhanh nhất. Đấy, nhanh nhất để có thể cho cái kinh tế ban đầu. Đấy, hiện tại thì bên em vẫn liên tục cung cấp đi cho các bác hai dòng cây dổi thực sinh và cây dổi ghép. Đấy. Cây giống của bên em thì đều là cái cây giống thuần chủng, đấy, chất lượng tốt nhất hiện nay rồi. Đấy. Bác nào mà đang có nhu cầu muốn trồng cây giống dổi thì có thể liên hệ cho bên em. Bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bác cách trồng và chăm sóc một cách tốt nhất. Đấy. Còn video này em xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.